Cái thanh tra chính phủ này là hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa, không về thực địa và không cùng nguyên đơn để kiểm tra và đối thoại về tất cả các văn bản giấy tờ. Chúng tôi sẽ kiện ra tòa án tối cao. Nếu tòa án tối cao mà vẫn giải quyết theo trường này, chúng tôi sẽ kiện ra tòa án quốc tế. Vừa rồi là lời tuyên bố của người đại diện cho dân chúng ở Đồng Tâm, ông Lê Đình Công với đài RFA, ngay sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm vào chiều ngày 25 tháng 4 năm 2019. Tại buổi công bố kết luận rà soát thanh tra đất đai Đồng Tâm vào chiều ngày 25 tháng 4 ở Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hà, tổ trưởng tổ rà soát thuộc Thanh tra Chính phủ nói rằng kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm của Thanh tra Hà Nội công bố hồi tháng 7 năm 2017 là chính xác, đồng thời xác định khiếu nại của ông Lê Đình Kình cùng người dân Đồng Tâm liên quan diện tích đất nông nghiệp 59 hectare ở Đồng Sênh là không đúng. Thanh tra Hà Nội vào hôm 25 tháng 7 năm 2017 chính thức công bố xác định toàn bộ diện tích hơn 239 hectare ở sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức từ năm 1981 đến nay do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng, nhưng đã bộc lộ buông lỏng quản lý trong thời gian dài qua việc tiếp tục để người dân canh tác nông nghiệp vào khi hợp đồng hết hạn hồi năm 2012. Đồng thời các đơn vị quốc phòng chưa di dời những hộ dân sinh sống tại khu vực này trước năm 1980 để các hộ dân lấn chiếm cho tặng chuyển nhượng xây dựng công trình trái phép, v.v. Vụ việc khủng hoảng Đồng Tâm nổ ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 khi chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiến hành cưỡng chế. Theo thông báo, mảnh đất hơn 100 hectare tại Đồng Sơn ở thôn Hoành là đất quốc phòng và thu hồi để giao lại cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Người dân xã Đồng Tâm lên tiếng rằng trong đó có 59 hectare là đất canh tác nông nghiệp của họ bao đời nay. Chính quyền địa phương bắt giữ 4 người dân với cáo buộc gây rối trật tự công cộng liên quan việc giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm khi họ phản đối chính quyền cắm mốc sai ranh giới. Lập tức người dân Đồng Tâm đã phản kháng lại lực lượng chức năng qua việc bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin để yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố Hà Nội. 7 ngày sau đó, toàn bộ con tin được thả khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, đích thân đối thoại với người dân Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung, trong buổi tiếp xúc với người dân Đồng Tâm vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, đã gọi vụ việc xảy ra là khủng hoảng Đồng Tâm và cam kết rằng sẽ giải quyết đến nơi đến chốn, cũng như không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân ở đây. Trước đó vào ngày 7 tháng 7 năm 2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, dự thảo kết luận của Thanh tra Hà Nội được công bố, khẳng định rằng khu vực đất 59 hectare tại Đồng Sơn là thuộc quốc phòng. Trong buổi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm, bên cạnh thông báo kết luận của Thanh tra Hà Nội là chính xác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh rằng tổ rà soát phát hiện ra có những sơ hở trong việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm, khiến cho người dân sử dụng đất và cho rằng là đất canh tác nông nghiệp của họ, trong khi về mặt pháp lý lại là đất quốc phòng từ lâu. Điều đáng chú ý tại buổi công bố kết luận thanh tra về đất đai Đồng Tâm của Thanh tra Chính phủ là có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, và đại diện của các cơ quan sở ngành địa phương liên quan, nhưng lại không có sự xuất hiện của người dân Đồng Tâm. Đài RFA liên lạc với luật sư Trần Vũ Hải, một luật sư tư vấn pháp lý cho người dân Đồng Tâm, để tìm hiểu xem vì sao người dân Đồng Tâm không được mời tham dự buổi công bố kết luận thanh tra mà họ chờ đợi suốt 2 năm qua, và được ông cho biết. Về vấn đề này chúng tôi đang nghiên cứu nhé, nhưng mà theo tôi rất đáng tiếc là chỗ luật sư và những người Đồng Tâm ấy, họ chưa được trao đổi trước khi công bố cái này. Trước mắt tôi thì phát biểu thì thế thôi nhé. Ngay sau khi Thanh tra Hà Nội công bố đất canh tác nông nghiệp ở Đồng Sơn là đất quốc phòng hồi tháng 7 năm 2017, người dân Đồng Tâm cho biết họ rất thất vọng và bất bình. Tuy nhiên, người dân Đồng Tâm tuyên bố vẫn tin cậy vào Đảng và chính quyền sẽ công tâm đúng theo luật pháp, đồng thời gửi đơn thư khiếu nại lên Trung ương Đảng, Chính phủ và Hà Nội với đề nghị nhanh chóng giải quyết vụ việc này. Ông Lê Đình Công chia sẻ. Rất nhiều lần từ năm 2017, là chúng tôi đã yêu cầu nếu có bằng chứng cơ sở pháp lý để chứng minh 59 hectare đất Đồng Sênh của chúng tôi là đất quốc phòng, thì sau 3 tiếng đồng hồ chúng tôi sẵn sàng giao đủ toàn bộ 59 hectare đất này cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Và kể cả bây giờ nếu có bằng chứng để đưa ra cái 59 hectare này là quốc phòng thì chúng tôi vẫn bàn giao trong 3 tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn là người ta không có một bằng chứng gì mà chỉ kết luận một cách vu vơ là theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Thì tất cả quyết định thu hồi đất 113 của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười là chúng tôi vẫn cầm trong tay, là có đầy đủ, chỉ có thu hồi 47,36 hectare. Nhà quan sát tình hình Việt Nam tiến sĩ Phạm Chí Dũng từng đưa ra nhận định khủng hoảng Đồng Tâm theo cách gọi của ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung là một vụ khủng hoảng lớn mang tầm cỡ an ninh quốc gia hay thậm chí là điểm nóng chính trị, chứ không đơn thuần ở cấp độ như điểm nóng xã hội, khiếu kiện đông người hay gây rối trật tự công cộng. Do yếu tố đặc biệt của vụ việc khủng hoảng Đồng Tâm mà luật sư Lê Công Định từng cho rằng cần phải có thanh tra độc lập ngay sau khi Thanh tra Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra về đất đai Đồng Tâm hồi tháng 7 năm 2017. Luật sư Lê Công Định giải thích. Cái việc ông Chung với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố một cái dự thảo thanh tra xét về phương diện thủ tục đó là sai về mặt pháp lý. Lý do là việc thanh tra đó bao giờ cũng được tiến hành độc lập với các cơ quan hành pháp. Bởi vì thanh tra ở đây là thanh tra những hoạt động, những công việc, những hành vi mà nhân viên công vụ và cơ quan hành pháp thực hiện. Cho nên tại sao một bản dự thảo thanh tra lại có thể chưa hoàn tất mà công bố ngay cho cơ quan hành pháp do ông Nguyễn Đức Chung đại diện? Điều đó đối với tôi là hoạt động thanh tra hoàn toàn mất đi tính cách độc lập mà theo quy định của pháp luật hiện nay hiện hành thì hoạt động thanh tra là hoàn toàn độc lập. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh, một luật sư tham gia trong nhóm luật sư Lộc Hưng, tư vấn pháp lý cho người dân ở vườn rau Lộc Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, bị cưỡng chế hồi đầu tháng 1 năm 2019, cho biết ông không lấy làm lạ sau khi nghe Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về đất đai Đồng Tâm vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với RFA. Tại vì cái cơ quan Thanh tra Chính phủ thì cái cơ quan này nó không phải là một cơ quan thanh tra độc lập mà nó là một cơ quan thuộc về chính phủ. Do họ thuộc về chính phủ cho nên dù muốn hay không đi nữa thì chắc chắn Thanh tra Chính phủ đứng trên cơ sở pháp lý như thế nào nữa thì họ vẫn buộc là phải có những cái lời lẽ, những cái nhận định hoặc là những cái đánh giá để mà có lợi dụng cái chính phủ. Và chính cái điều đó nó chứng tỏ rằng là cái việc thanh tra của cơ quan thanh tra làm là cái việc làm vô ích, tại vì nó không tiếp cận được với sự thật khách quan. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do liên quan các vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân diễn ra trong các thập niên qua, điều cần nhất mà nhà nước Việt Nam phải làm gì để giải quyết một cách hiệu quả những vụ thưa kiện như của người dân ở Đồng Tâm, ở Dương Nội, ở Thủ Thiêm, ở Lộc Hưng, v.v. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu lên quan điểm của ông. Điều cần nhất mà làm trong cái việc này để mà có thể là phân định vấn đề đúng hay sai là cần phải có một cơ quan tài phán độc lập, tức là tòa án đó, với những cái Việt Nam đang có, ví dụ như với luật pháp và với các cơ quan, những cái thiết chế hiện nay đang có thì hầu như không làm được cái gì cả. Nếu mà sửa vấn đề này phải là thật ra là phải sửa từ gốc, sửa từ thể chế, và trong cái thể chế đó đã là có tòa án độc lập, chỉ xét xử là chỉ lệ thuộc vào luật pháp mà thôi, không lệ thuộc vào chính quyền. Khi nào mà có được như vậy á thì lúc đó chúng ta mới đặt vấn đề là ai đúng là ai sai. Trong cùng năm 2017 xảy ra khủng hoảng Đồng Tâm, Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường vào tháng 7 cho biết trong tổng số hơn 1.500 lượt đơn khiếu nại trong nửa đầu năm 2017 có đến hơn 95% liên quan đến vấn đề đất đai. Cụ Lê Đình Kình từng đại diện cho người dân Đồng Tâm tuyên bố rằng người dân Đồng Tâm luôn tuân thủ luật pháp nhưng sẽ tuyên chiến với những ai rắp tâm lấy đất canh tác nông nghiệp của người dân Đồng Tâm không theo quy định pháp luật. Dân Đồng Tâm bây giờ nói hẳn là đây là Đặng Nội Tâm cướp cái đất này. Dân Đồng Tâm bây giờ kiên quyết, tức là tuyên chiến với Đặng Nội Tâm. Bất kể ai không có quyết định thu hồi đất mà vào đây cướp cái đất này thì dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng chiến đấu và nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái lợi ích của toàn dân. Anh em chúng tôi đương đầu ra cả về đầu tư, về tài chính, kinh tế, thời gian, công sức và như tôi thậm chí là cả xương máu. Nhưng mà đây là quyền lợi của toàn dân chứ hoàn toàn không có phải là một cá nhân ai cả. Ông Lê Đình Công ngay sau buổi công bố kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ rằng đất ở Đồng Sơn là đất quốc phòng, một lần nữa tuyên bố người dân Đồng Tâm sẽ theo đuổi giải quyết tranh chấp theo pháp luật. Tuy nhiên, ông nói, nếu như Ủy ban thành phố Hà Nội cố tình vào mà cưỡng chế mà cướp cái đất này của Đồng Tâm chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng